Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018 của 12 con giáp. Dậu Sửu bán hợp, tử vi ngày 5 tháng 11 năm 2018 của người tuổi Dậu toàn là tin vui khi mà đôi lứa đã không còn bất cứ hoài nghi nào về tình cảm đôi bên và mong muốn được về chung một nhà ngay khi có thể. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Tý được lục hợp quý nhân dẫn dắt, dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh không quá khắt khe với bản thân cũng như với đối phương, thực sự dùng tình cảm để giành lấy tình cảm. Hôm nay là ngày trực bình, tốt cho mọi việc. Nếu như lứa đôi tình cảm đã chín muồi thì hoàn toàn có thể chọn giờ lành để tiến hành chuyện trăm năm. Tuổi Tý đừng quá lo lắng mà hãy để cho tình yêu lên tiếng. Thực thần che chở, đường tài lộc của bản mệnh như được trải thảm hoa hồng, nhất là người làm kinh doanh thì càng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhiều như nước. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, tiền bạc ào ào. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, hóa giải mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, bất ngờ ở phía trước. Con số may mắn 3, 7. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu hôm nay có thể sẽ được cấp trên khen ngợi rất nhiều vì những cố gắng nỗ lực của mình. Thiên ấn cho thấy dù đứng trước khó khăn, song con giáp này không vì thế mà sờn lòng nhụt chí. Bản mệnh cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn sâu vào vấn đề để tìm cách giải quyết hiệu quả nhất. Bằng chính những kinh nghiệm và kiến thức của mình, tuổi Sửu đã xuất sắc giúp tập thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Thổ vượng báo hiệu về những vấn đề sức khỏe có thể xảy tới với tuổi Sửu. Bản mệnh cần ăn uống chú ý, nghỉ ngơi đúng giờ, chớ tham công tiếc việc mà bỏ bữa, dễ gặp bệnh về tiêu hóa. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, đường công danh hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, dễ gặp vấn đề với tiêu hóa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, cần bình tĩnh, đừng hoảng. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, hãy tự tin vào chính mình. Con số may mắn 2, 9. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Theo tử vi ngày 5 tháng 11 năm 2018, người tuổi Dần hôm nay tài lộc đầy nhà, tình hình tài chính vững vàng không cần lo lắng, chính tài đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho con giáp này. Có điều chuyện tình cảm không như ý khiến cho niềm vui trong ngày của tuổi Dần không được trọn vẹn. Thổ mộc tương xung, người ấy không đủ tin tưởng vào tình cảm mà bạn dành cho người ấy. Khi thần ở hướng Tây Nam, người tuổi Dần biết điều này để sắp xếp cuộc sống của mình là hơn. Hãy tìm hiểu xem có phải bạn đang làm gì đó khiến cho người ấy thiếu cảm giác an toàn không nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, tiền bạc không phải nỗi lo. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, thiếu sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, hãy tập trung kiếm tiền. Con số may mắn 4, 6. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem bói tử vi, người tuổi Mão có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt thứ hai này. Bản mệnh được thiên tài chỉ đường dẫn lối, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì thu nhập cũng tăng cao. Có điều đường tình duyên trắc trở lận đận, ngũ hành xung khắc khiến cho các cặp đôi không ngừng tranh cãi về những chuyện không xứng đáng. Dù sau đó hai bạn đều thấy hối hận vì phút bốc đồng, nhưng tổn thương là không thể che giấu. Người tuổi Đinh Mùi, Ất Dậu có thể là tai họa đối với tuổi Mèo ngày hôm nay. Bản mệnh hãy tin tưởng vào nửa kia của mình, đừng vội nghe lời người ngoài mà về nhà châm lửa đốt nhà mình. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, lòng tin vô cùng quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, hãy quyết tâm theo con đường đã chọn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, tình duyên lận đận. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, buông tay một lần là buông tay cả đời. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, tổn thương không thể nhìn thấy bằng mắt. Con số may mắn 1, 7. Giờ tốt
15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Lịch vạn niên cho biết người tuổi Thìn hôm nay hung cát đan xen, vận trình thăng trầm bất định, thiên sửu tương phá, có điểm báo tiểu nhân phá hoại, bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, nhất là trong chuyện tình cảm. Những lời đồn đại thị phi có thể sẽ khiến cho đôi lứa vốn bên nhau nay phải chia lìa. Bản mệnh cần vững bước trước những tin đồn thổi do kẻ tiểu nhân đơm đặt, đừng để chúng làm mình gục ngã. Chính ấn báo hiệu về khả năng thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay của tuổi Thìn, hỷ thần ở hướng Tây Nam. Nếu hôm nay có việc cần ra ngoài, bạn hãy nhớ kỹ điều này, may mắn luôn ở bên. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, họa thị phi tới gần. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, không được may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, đôi lứa chia lìa. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, tam hợp cục che chở, người tuổi Tỵ trong ngày đầu tuần này gặp nhiều thuận lợi, vạn sự như ý, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, bản mệnh có nhiều khả năng thăng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia, tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa. Chính quan cho thấy công việc của bạn đang tiến triển rất tốt, hãy sắp xếp thời gian để cân bằng cuộc sống của mình. Đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Người bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ. Ngày trực bình, tốt mọi việc, làm việc vì thế không ảnh hưởng đến mọi thứ đâu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, công việc đi đúng lộ trình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, bận rộn chẳng còn thời gian cho riêng mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, không được bình yên. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, hy sinh vì sự nghiệp. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Sửu Ngọ tương hại, người tuổi Ngọ hôm nay dễ nổi nóng, tâm tính thay đổi thất thường, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và người ấy, khiến cho đôi bên không thể hiểu nổi suy nghĩ của đối phương. Thiên quan xuất hiện cảnh báo về họa tiểu nhân giáp tới, con giáp này nên cẩn trọng khi kết giao với người tuổi Ất Dậu, Ất Mão. Không phải điều gì nhìn bên ngoài cũng giống như suy nghĩ của chúng ta. Nhưng dù có phát hiện ra kẻ tiểu nhân hãm hại mình thì tuổi Ngọ cũng cần phải bình tĩnh nhé. Giờ chưa phải là lúc để bạn lật bài ngửa ra đâu. Hãy chờ đợi thời cơ thích hợp, lúc đó tất cả đều hưởng lợi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, tiểu nhân quấy phá đủ chuyện. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tình cảm không đi đến đâu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, không đủ lòng tin với đối phương. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, cần chờ thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, có những chuyện không thể vội vàng. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, cục diện tương xung ngáng trở, người tuổi Mùi phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm. Con giáp này không dám nhận sai, khiến cho đối phương bực tức khó chịu và nhiều nhất chính là thất vọng. Hỷ thần ở hướng Tây Nam, nếu thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ thì hãy chọn một chuyến đi về hướng này. Không quan trọng là đi gần hay đi xa, chỉ cần hai trái tim ở gần nhau và hướng về nhau. Thiên ấn cho thấy những cánh cửa phía trước không hoàn toàn đóng lại, tuổi Mùi có thể sẽ thấy mệt mỏi khi cứ phải làm đi làm lại một việc. Nhưng tuổi Mùi sáng tạo và tự tin, làm ra giải pháp tuyệt vời cho mọi người. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tình duyên không phải như mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, cần biết mình đang đứng ở đâu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, níu kéo chưa hẳn là hèn mọn. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, sự nghiệp đạt được nhiều bước tiến. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, sự nhàm chán không thể đánh bại được ta. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, kiếp tài giáng họa. Tử vi 2018 cho thấy người tuổi Thân hôm nay không thích hợp để tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương, mở cửa hàng
nếu không rất dễ thất thoát tiền của, lâm cảnh túng thiếu. Đừng quá vội tin người, nhất là người tuổi Đinh Mùi Ất Mão, bản mệnh nên học cách nhìn người qua những hành động, cử chỉ hay đơn giản là đôi mắt của đối phương, tìm kiếm sự tin cậy cần thiết. Thổ dưỡng cho kim, thứ hai này, tuổi Thân muốn mình giải tỏa, rực rỡ, bản mệnh không thể không bày tỏ tình cảm của mình, khiến cho người xung quanh đều phải sững sờ. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, đề phòng mất tiền mất của. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, đừng cho rằng ai cũng tốt với mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, tình cảm, cần sự tự nhiên. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, hãy để trái tim lên tiếng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, có nhiều vấn đề không thể vội vàng. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, Dậu Sửu bán hợp, tử vi ngày 5 tháng 11 năm 2018 của người tuổi Dậu toàn là tin vui khi mà đôi lứa đã không còn bất cứ hoài nghi nào về tình cảm đôi bên và mong muốn được về chung một nhà ngay khi có thể. Hôm nay là ngày trực bình, tốt cho mọi việc, nhưng nếu bản mệnh không yên tâm thì hoàn toàn có thể tự trấn an mình về điều này. Thứ hai, xem ngày tốt xấu cưới hỏi là rất tốt, đừng chủ quan và bỏ qua nhé. Tỷ kiên vững vàng, người tuổi Dậu biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu. Hãy tin vào trực giác của mình, kiên trì với con đường đã chọn, thành công không còn xa nữa. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, may mắn đến không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, tin vui nối tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, công việc đạt được thành công. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, nếu đã yêu thì đừng hiểu lầm. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, trân trọng những gì mình đang có. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi ngày 5 tháng 11 năm 2018, người tuổi Tuất gặp họa tương hình, bản mệnh cần phải bình tĩnh, sáng suốt hơn trước khi hành động. Sự tự tin thái quá có thể sẽ làm hại con giáp này, khiến cho bạn phải trải cái giá rất đắt. Tiền bạc trong túi không cánh mà bay, những quyết định sai lầm của tuổi Tuất khiến cho tài lộc ngày càng tiêu hao. Tài thần nằm ở hướng Tây Nam, biết đâu một chuyến đi về hướng này có thể giúp bạn cứu vãn tình hình. Chính ấn nhập cục, công việc của bản mệnh vẫn đang tiến triển tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến trong tầm tay. Con giáp này tập trung làm việc, cống hiến hết mình và được cấp trên ưu ái, có ý định cất nhắc. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, đừng tự cho mình là đúng. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, cơ hội thăng tiến đang đến gần. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, hãy tập trung làm tốt việc của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, tiền bạc không như ý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, dễ bị thất thoát tiền của. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, theo dõi tử vi thứ hai của 12 con giáp, người tuổi Hợi đang được quý nhân tam hội trợ giúp, thế nên đường tình duyên có phần khởi sắc hơn. Con giáp này nếu còn độc thân, dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa. Người đã kết hôn tuy có đời sống tình cảm hạnh phúc, nhưng vẫn có thể cần đề phòng, cảnh giác để bảo vệ những gì mình đang có. Người tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi hôm nay rất tốt, không nên tiếp xúc thì hơn. Thương quan cho thấy người tuổi Hợi đang để cho những chuyện cá nhân riêng tư ảnh hưởng đến công việc của mình. Bản mệnh không đủ tỉnh táo, tập trung để giải quyết những vấn đề dù là đơn giản nhất. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, quý nhân trợ giúp rất nhiều. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, cần biết bảo vệ những gì thuộc về mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, đừng để chuyện cá nhân xen vào công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, hãy lý trí hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nhìn rõ mục tiêu của mình. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.